chào cả nhà nha. Nay thì Ngọc cũng đã sử dụng được sản phẩm Beauty Plus được 2 năm trở lại đây rồi. Và như cả nhà có thể thấy thì Ngọc rất là tự tin đối với làn da hiện tại của mình. Và Ngọc cũng nghe nói là thời gian gần đây thì sản phẩm Beauty Plus đã đang được nâng cấp lên một cái sản phẩm mới có tên gọi là Diamond White. Và sản phẩm này đang rất là cháy hàng trên thị trường hiện tại luôn. Nhưng mà thật may là Ngọc đã có được một anh người yêu rất là tâm lý. Anh người yêu đã âm thầm order về cho Ngọc. Và sáng nay nè, Ngọc vừa được shipper gọi điện thoại đến, shipper giao cho Ngọc. Đây chính là hộp Diamond White nè. Và bây giờ Ngọc rất là hào hứng luôn để chia sẻ cho mọi người và muốn unbox cho mọi người xem sản phẩm Diamond White nha. Điểm cộng đầu tiên cho viên uống Diamond White này đó chính là với thiết kế màu đỏ vô cùng sang trọng và bắt mắt luôn nha. Mở hộp ra thì Ngọc thấy có hai tờ giấy, bên trong thì có ghi hướng dẫn sử dụng nè, thành phần nè và công dụng của em viên uống Diamond White này. Bên trong thì mọi người có thể thấy là có hai chiếc hộp nhỏ xinh như vậy ha. Đó, mọi người thấy không? Đây, chiếc hộp lớn này á thì là hộp chính nè, bên trong thì có 60 viên nang mềm nha và thiết kế hình viên kim cương rất là sang trọng. Chiếc hộp nhỏ này chính là chiếc hộp phụ để cho các nàng có thể là mang viên uống đi du lịch hoặc là đi ra ngoài thì mình có thể bỏ bên trong giỏ sách rất là tiện lợi nha. Thêm một cái điểm cộng nữa đó chính là khi mà mở hộp ra thì Ngọc cảm thấy là cái mùi hương rất là dễ chịu và ngọt luôn nha. Mùi rất là thơm chứ không hề bị gắt hay là khó chịu đâu nè. Khi mà bỏ vô cái hộp riêng này thì mình có thể là tự tin mang đi du lịch hoặc là đi ra ngoài thì cũng rất là tiện lợi nha. Một hộp như thế này thì là có 60 viên nang mềm mọi người nha. Và cách sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Mỗi ngày mọi người sẽ sử dụng đó là từ 1 đến 2 lần. Mỗi lần thì chúng ta sẽ uống là từ 1 đến 2 viên sau bữa ăn sáng và trước khi đi ngủ mọi người nhé. Đây, cách sử dụng thì cũng giống như là viên uống Beauty Plus cũ thôi. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt ở đây, đó chính là cái sản phẩm nâng cấp Diamond White này thì nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta trắng sáng hơn rất rất là nhiều lần. Đặc biệt thì sẽ giúp là hỗ trợ tăng cường cái khả năng chống oxy hóa cho làn da của chúng ta nè. Và những cái chị em phụ nữ nào mà đang bước sang độ tuổi bị lão hóa thì sản phẩm này cũng sẽ giúp là chống cái tình trạng lão hóa da sớm luôn mọi người nhé. Đối tượng sử dụng thì nữ chỉ cần trên 18 tuổi thôi và có nhu cầu làm đẹp là chúng ta đã có thể sử dụng được cái sản phẩm Diamond White này rồi. Và những chị em nào mà mình chưa từng sử dụng thì mình cũng nên tham khảo cái sản phẩm Diamond White này để có thể là tăng cường dưỡng chất cho làn da của chúng ta nè, giúp nuôi dưỡng cho làn da của chúng ta từ sâu bên trong. Đối với riêng bản thân của Ngọc thì Ngọc rất là chú trọng đến cái việc là làm đẹp cho cơ thể từ bên trong luôn. Chính vì thế mà Ngọc rất là tin tưởng và đã gắn bó cái sản phẩm bên chị Ngọc Trinh rồi và Ngọc rất là tin tưởng luôn. Chính vì thế mà Ngọc cũng mong là chị em phụ nữ hãy yêu thương bản thân mình hơn nè và cũng lan tỏa cho mình thử một cái bộ sản phẩm Diamond White về để mình có thể là cùng trải nghiệm nè, cùng sử dụng thử và từ đó thì sẽ giúp cho chị em ngày càng xinh đẹp nè, trắng trẻo nè, tự tin hơn nhé. Chúc cho chị em của chúng ta sẽ ngày càng xinh đẹp và ngày càng hạnh phúc hơn nè.